Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ việc, bệnh nhân ở huyện Lâm Hà buộc phải thực hiện thủ thuật nội soi qua đường niệu đạo vì bị nhầm lẫn trong việc kết quả chụp X quang. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh chăm sóc người bệnh và phòng ngừa không để xảy ra sự cố y khoa. Sở y tế đề nghị các đơn vị tập trung nâng cao kỹ năng giao tiếp, tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế đối với người bệnh và người nhà người bệnh. Sở y tế tỉnh yêu cầu tiếp tục tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp, giáo dục sức khỏe người bệnh cho viên chức và người lao động trong đơn vị, đặc biệt là đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên trực tiếp khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh tại bệnh viện có hình thức kỷ luật nghiêm đối với viên chức thực hiện không tốt quy tắc ứng xử, có phản ánh của người bệnh về tinh thần thái độ phục vụ. Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đề nghị tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng bệnh viện, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế và hướng dẫn về chuyên môn trong bệnh viện của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, để phòng ngừa sự cố y khoa triệt để hơn, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh toàn ngành nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các quy định về quy chế chuyên môn, đặc biệt thực hiện các quy trình gây mê, phẫu thuật, thủ thuật, sử dụng thuốc và nhận dạng đúng người bệnh. Tuyệt đối không để xảy ra các sự cố y khoa trong quá trình khám, điều trị và chăm sóc người bệnh. Phải chủ động phát hiện, báo cáo phân loại theo 11 nhóm sự cố đã được hướng dẫn, chú ý đến nhóm sự cố liên quan đến nhầm lẫn người bệnh, liên quan đến vật tư y tế và thuốc là các nhóm chiếm tỷ lệ cao trong việc nhầm lẫn theo kết quả khảo sát nhanh toàn quốc gần đây. Đặc biệt, Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu ra soát chất lượng các trang thiết bị y tế sử dụng trực tiếp trên người bệnh có nguy cơ gặp sự cố như các loại kim, ống thông dùng trong lòng mạch máu, dây chuyền, ống hút dịch, ống nội soi và thiết bị có khả năng gây tổn thương cho nhân viên y tế như ống xét nghiệm, ống thuốc, thiết bị điện. Tăng cường tập huấn, nâng cao trách nhiệm của từng nhân viên y tế trong việc phát hiện và tự nguyện báo cáo sự cố y khoa, hướng dẫn phổ biến cho người bệnh và người nhà người bệnh hợp tác trong việc nhận diện, báo cáo chính xác sự cố y khoa. Trước đó, như thông tin đã đưa, ngày 20 tháng 2, gia đình đưa ông NHH đến bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng khám và điều trị sỏi thận. Kết quả chụp X-quang được gửi cho gia đình thể hiện trong bụng bệnh nhân này có một đoạn ống nhựa Căn cứ kết quả này, bác sĩ tư vấn gia đình đưa ông H làm thủ tục nội soi lấy ống nhựa ra. Thế nhưng sau khi thực hiện thủ thuật nội soi thì không tìm thấy đoạn ống nhựa thể hiện trong kết quả chụp x-quang. Nguyên nhân vụ việc do ông H bị trả nhầm kết quả chụp x-quang của một bệnh nhân khác. Sau vụ việc, lãnh đạo bệnh viện đã đến tận nhà ông H để xin lỗi và cam kết theo dõi chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân này ổn định.